Đang mến chào quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập trong sách bài tập. Bài 6, hình có tâm đối xứng. Mình ôn lại một xí. Kiến thức cần nhớ. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O. Khi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Đây là đoạn thẳng AB. Người ta gạch gạch như này, chúng ta hiểu rằng là OA bằng AB. Hay nói khác là O là trung điểm của AB. Và lúc này chúng ta nói A và B đối xứng với nhau qua tâm O. Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm. Và lúc này đây là đoạn thẳng AB, nó có tâm đối xứng. Hay nói khác là hình này là hình có tâm đối xứng, hay còn gọi là hình đối xứng tâm. Đoạn thẳng AB là hình đối xứng tâm, hoặc là đoạn thẳng AB là hình có tâm đối xứng. B. Ví dụ, trong hình 38A và 38B, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, chỉ ra tâm đối xứng của hình đó. Đây là hình bình hành, có các cặp cạnh đối song song. Thì mình thấy nè, mình thấy rằng là OA bằng OC, nha, OA bằng OC, OB bằng OD. Cho nên chúng ta nói là O là tâm đối xứng của hình bình hành này. Được chưa? Và hình bình hành này là hình có tâm đối xứng. Tương tự như vậy, ở hình B là đường tròn. Mình thấy rằng là OA bằng OB. Nếu mà chúng ta kẻ một đường thẳng bất kỳ, nó sẽ cắt đường tròn này tại hai điểm C và D chẳng hạn, thì chúng ta cũng có là OC bằng OD nha. Đây cũng vậy, nếu mình kẻ một đường thẳng bất kỳ qua tâm O, tại đây là C và tại đây là D, thì chúng ta cũng có là OC bằng OD nha. Mình cũng có OC bằng OD. Cho nên là những hình như vậy mình gọi là hình có tâm đối xứng. Giải. Hình bình hành ABCD ở hình 38A là hình có tâm đối xứng. Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng, là điểm O. Hình tròn ở hình 38B là hình có tâm đối xứng. Tâm đường tròn là tâm đối xứng, cũng là điểm O luôn. Thì ở phạm vi kiến thức lớp 6 thì các bạn cũng chưa có hiểu sâu về tâm đối xứng. Các bạn nhận biết được hình nào có tâm đối xứng là được nha. Chưa cần tìm hiểu sâu, chỉ nhận biết là nó có hay không. Còn vì sao thì mình chưa có chú trọng lắm. 37. Các phát biểu sau đúng hay sai? Câu A. Tam giác đều ABCD là hình đối xứng tâm. Hình đối xứng tâm là hình có tâm đối xứng. Đây, tam giác đều. Đây, ví dụ như mình có tam giác này là đều chẳng hạn vậy. Thầy vẽ tay nên nó không đều lắm. Thì mình thấy rằng là điểm này đối xứng qua tam đối xứng này sẽ được điểm này, đúng không? Nó không có nằm trên cái tam giác đều này. Cho nên là đây là sai. Sai. Tam giác đều không có tâm đối xứng. Bởi vì mình thử lấy đối xứng qua thì mình thấy là nó nằm ngoài rồi, nó không có nằm trên tam giác đều này. Nên là câu A là sai. Câu B. Hình thăng căng là hình có tâm đối xứng và giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng. Hình thăng căng. Đây, hình thăng căng. Người ta nói là giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng. Đây. Thì mình thấy rằng là A, B, C, D. Người ta nói O là tâm đối xứng. Mình thấy rằng là OB và OC. OB và OD nó không bằng nhau, đúng không? OB và OD nó không bằng nhau. Chứng tỏ O không phải là tâm đối xứng. Nên câu này cũng sai. Câu C. Hình thoi ABCD có tâm đối xứng là điểm O. O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Hình thoi. Đây, hình thoi đây các bạn. A, B, C, D. Người ta nói O là giao điểm của hai đường chéo và O là tâm đối xứng. Câu này đúng các bạn. Bởi vì hình thoi mình học rồi là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Có nghĩa là OB bằng OD và OA bằng OC. Điều đó chứng tỏ rằng O là tâm đối xứng của hình thoi này. Hay nói khác là hình thoi này là hình có tâm đối xứng. Cho nên là câu này là đúng. Trong hình 39, K
Các hình từ A đến E, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó. Lý thuyết chúng ta học rồi, đây là đoạn thẳng. Đoạn thẳng thì có tâm đối xứng, và tâm đối xứng chính là trung điểm của AB nha, trung điểm của đoạn thẳng AB. Đó, mình trả lời là hình A có tâm đối xứng, và tâm đối xứng chính là trung điểm của đoạn thẳng AB. Hình này không có, không có tâm đối xứng, không có các bạn. Hình C, hình C là hình chữ nhật. Hình chữ nhật có tâm đối xứng. Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. Bởi vì mình biết rằng là hình chữ nhật thì điểm O này cách đều bốn đỉnh của nó. Mình có là OM bằng ON bằng OP bằng OQ luôn nha. Hình chữ nhật MNPQ có tâm đối xứng, và tâm đối xứng chính là giao điểm của hai đường chéo. Hình này không có tâm đối xứng các bạn nè, không có. Hình này có tâm đối xứng các bạn. Đây, các bạn vẽ hai đường này thì tâm đối xứng nó nằm ở chỗ đây các bạn. Thầy vẽ nó bị lệch, nằm chỗ đây này. Nè, nằm chỗ đây. Đó. Hình E là hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng là tâm O được thể hiện trên hình vẽ. Các bạn lấy thước, mình vẽ từ đây qua. Lấy thước từ kẻ từ đây qua đây. Thì lúc này, điểm giữa này, giao điểm của hai đường mà chúng ta vừa vẽ là tâm đối xứng của hình E. Câu 39. Trong hình 40, các hình từ A đến E, họa tiết của viên gạch hoa nào không có tâm đối xứng? Không có tâm đối xứng nha, không. Hình A có các bạn. Hình A tâm đối xứng đây. Thì mình có thể thấy rằng là cái họa tiết này nó đối xứng với họa tiết này. Họa tiết này đối xứng với họa tiết này qua tâm này, đúng không? Hình này là có. Hình B mình trả lời là không có này các bạn. À, không có nha, hình B không có. Đó. Mình không cần giải thích. Mình không cần giải thích. Người ta không có hỏi tại sao. Bây giờ thì nói rồi, phạm vi của các bạn là nhận biết hình có tâm đối xứng hay không thôi. Chứ còn chưa có chuyên sâu về nó. Cho nên là mình không cần giải thích. Nhưng mà thầy cũng giải thích sơ cho các bạn hiểu tại sao nó hình này là không có tâm đối xứng. Bởi vì mình thấy nè, cái họa tiết này nếu mà đối xứng qua tâm này thì nó phải ngược lại với cái hình này. Nó phải nằm bên đây nha. Cái bạn này nó phải nằm bên đây. Ok chưa? Đó, nó phải như vậy. Nó ngược lại cái hình này. Được chưa? Còn đây là không phải là đối xứng. Nè, đây không phải là đối xứng qua tâm này. Nếu mà đối xứng qua nó phải ngược lại với hình này mới đúng. Tương tự như vậy, bạn này với bạn này là đối xứng qua trục thì được. Nhưng mà đối xứng qua tâm thì không được. Bởi vì đối xứng qua tâm thì nó phải ngược lại. Cái vòng này nó nằm bên phải. Thì đối xứng qua tâm nó phải nằm bên trái. Nó phải nằm bên trái. Đó, nha. Cho nên hình này mình trả lời là hình B là hình không có tâm đối xứng. Hình này có các bạn. Hình này có tâm đối xứng. Đó, thì bạn này đối xứng qua tâm là ra bạn này. Bạn này đối xứng qua tâm ra bạn này. Còn các cái họa tiết khác cũng vậy. Đối xứng qua tâm, đối xứng. Nó sẽ có tính chẵn trong này các bạn. Các bạn đếm thử nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, thấy chưa? Nó có tính chẵn trong này. Đây là hình có tâm đối xứng. Còn người ta hỏi mình hình nào không có tâm đối xứng? Hình D các bạn. Đó, hình D không có tâm đối xứng. Bởi vì mình thấy nè, thường thường tâm đối xứng là nằm chính giữa đúng không? Chính giữa này. Bạn này đối xứng qua đây không thể nằm vị trí như thế này được, mà phải nằm như thế này, đúng không? Đó, phải nằm như thế này. Cho nên là hình này là hình không có tâm đối xứng. Còn hình này là có. Các bạn thử lấy đối xứng qua thì các bạn sẽ thấy hình này nó cũng có tính chẵn trong này các bạn. Các bạn xem những cái vệt đen này nè, 1, 2, 3, 4 nha, 4 vệt đen. Vệt trắng chính giữa cũng vậy, 1, 2, 3, 4. Hình này là hình có tâm đối xứng. Tóm lại là bài này, người ta hỏi mình là hình nào không có tâm đối xứng? Thì mình trả lời là hình B và hình D là hai hình mà họa tiết của viên gạch không có tâm đối xứng. Câu 40. Cho 4 miếng bìa giống nhau. Ở hình 41, hãy ghép các miếng bìa đó để thành các hình A có trục đối xứng, B có tâm đối xứng, C có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.
Câu này cũng nhẹ nhàng các bạn. Đây, mình có thể ghép như sau. Hình tam giác thứ nhất mình để đây. Được chưa? Hình tam giác thứ hai mình lặp lại, mình để đây. Đó, đây hình tam giác thứ nhất, hình tam giác thứ hai. Hình tam giác thứ ba mình mang tới, mình để đây. Hình tam giác thứ ba và hình tam giác thứ tư mình lặp lại, mình lặp lại mình để như này. Đó, hình tam giác thứ tư. Lúc này chúng ta được, đây là hình chữ nhật nha, đây là hình chữ nhật. Cho nên là hình này có trục đối xứng. Nè. Nên câu A chúng ta ghép như thế này cũng ok. Câu B có tâm đối xứng, tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. Câu B chúng ta ghép như thế này cũng ok. Còn câu C có cả trục đối xứng và tâm đối xứng. Câu C chúng ta ghép như thế này cũng ok. Đó. Có nghĩa là mình ghép một hình có thể dùng chung cho các câu A, B, C đều được. Bởi vì câu A người ta nói là có trục đối xứng, chứ người ta không có nói là chỉ có trục đối xứng nha. Có trục đối xứng thì đây, câu A đây có trục đối xứng, đây đây là một trục đối xứng, đây cũng là một trục đối xứng. Đó, có hai trục đối xứng lận, được chưa? Cho nên là mình có thể nói, mình có thể trình bày bài 4 là câu A, B, C, D. Câu A, B, C ta có thể ghép như hình. Đó, mình vẽ đây là, mình ghi là hình số 1 nè. Đây là hình số 2 nè. Đây là hình số 3 nè. Và đây là hình số 4 nè, cho đến mũi tên qua. Đó, mình ghép lại như này. 1, 2, 3, 4. Thì mình sẽ được. Nè. Thì bài này chủ yếu cho các bạn biết được, nhận biết được hình nào là hình có tâm đối xứng. Và ở câu 40 mình ôn lại về trục đối xứng. Còn trong phạm vi lớp 6 mình chưa có chuyên xong, chúng ta sẽ học thêm những hình có tâm đối xứng và trục đối xứng ở các lớp sau. Rồi, thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.